Nga xây nhà thờ dưới nước đầu tiên trên thế giới. Một nhóm thợ lặn đang tiến hành xây dựng nhà thờ dưới nước đầu tiên trên thế giới ở mũi Fiordland cách bờ biển Crimea 200 mét. Gần đây, các thợ lặn đã đóng một cây thánh giá lớn giống mỏ neo tàu thủy ở độ sâu 20 mét dưới mực nước biển để đánh dấu khởi động kế hoạch xây dựng của họ. Dự án nhà thờ được Nine Wolves, một câu lạc bộ xe máy ở Nga và nhà thờ chính thống Nga tại Mặt Tư Khoa tài trợ. Họ hy vọng nhà thờ sẽ thu hút nhiều khách đến thăm bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào nước này từ năm ngoái. RDD Central hôm qua nhận lời Tikhon, một thợ lặn nói rằng nhà thờ dưới nước sẽ giống như một nhà thờ thông thường với những tượng thánh bên trong. Nhiều khả năng các bức tượng thánh sẽ được làm bằng thép không rỉ hoặc đá. Theo Tikhon, các kiến trúc sư đang vẽ bản thiết kế và những chi tiết của công trình. Trong khi đó, vị trí cây thánh giá sẽ được đánh dấu trên bản đồ để việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Nhà thờ được đặt tên theo thánh Nicholas, vị thánh bảo trợ của các thủy thủ. Trước khi kết thúc mùa hè, nhóm thợ lặn sẽ đặt thêm một chiếc bàn và những đế cắm nến bằng bê tông gần cây thánh giá. Trong tương lai, công trình không chỉ đóng vai trò như một nhà thờ mà còn là bảo tàng lịch sử Crimea. Khu vực sẽ bao gồm nơi trưng bày đạn dược và tàu chiến sử dụng trong hai đợt phòng ngự lớn của quân đội Nga vào những năm 1850 và năm 1940.